Huấn luyện viên Mourinho dành nhiều lời khen cho các cầu thủ AS Roma sau chiến thắng đậm trước Empoli với tỷ số đậm 7-0 rạng sáng 18 tháng 9. Đây cũng là trận thắng đầu tiên trong mùa giải của đội bóng thành Rome. Chúng tôi đã chơi tốt, nhưng không đủ tốt để thắng với tỷ số tới 7-0 như vậy. Đôi khi điều này xảy ra vì không phải bạn chơi để thắng với kết quả đó. AS Roma đã có trận đấu hay nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Ở mức độ thể chất, có thể thấy nhiều cầu thủ vẫn chưa thi đấu đạt mức cần thiết. Chúng tôi phải tỉnh táo và ổn định tiếp đà tiến của mình. Huấn luyện viên Mourinho chia sẻ trên kênh BAZN sau trận đấu. AS Roma bước vào trận gặp Empoli với nhiều áp lực sau kết quả 3 trận đầu mùa quá kém cỏi với 2 thua và 1 hòa. Nhưng họ đã kịp tìm lại mình với quyết tâm phải giành trận thắng đầu tiên. Ngay phút thứ 2, tiền đạo Dybala mở tỷ số 1-0 cho AS Roma từ chấm phạt đền. 8 phút sau, Renato Sanchez nâng tỷ số 2-0 và bàn đá phản của Gracie ở phút 35 giúp đội bóng thành Rome dẫn trước 3-0 trong hiệp 1 với sự áp đảo hoàn toàn về lối chơi. Vào hiệp 2, Dybala ghi bàn thứ 2 trong trận cùng các bàn của Cristante, Lukaku và Gianluca Mancini giúp AS Roma thắng đậm 7-0 trước Empoli. Đây cũng là lần đầu tiên AS Roma ghi tới 7 bàn trong một trận đấu tại giải Serie A, Ý, kể từ sau trận thắng Catania cũng với tỷ số 7-0 ngày 19 tháng 11 năm 2006. Hôm nay, AS Roma đã cho thấy sự tiến bộ của mình. Trên thực tế, chúng tôi cũng đã chơi tốt ở các trận thua và hòa từ đầu mùa, chỉ là các kết quả chưa như kỳ vọng. Chúng tôi đã tìm lại chiến thắng, nhưng vẫn rất cần duy trì và cải thiện mọi thứ tốt hơn. AS Roma còn nhiều việc phải làm nữa, Jose Mourinho kết luận.